Hello, xin chào mọi người. Thì hôm nay Lâm mới đi mua đồ để mà trang trí trong nhà. Thì sẽ review cho mọi người coi nha. Đầu tiên nhà ơi. Bao mình bao cẩn thận trời ơi. Cắt ra đi, thôi cắt cái khung tranh trước đi. Khung tranh trước, đưa khung tranh trước cho anh. Rồi đây mày cắt cái này. Ok, đố mình một bức tranh nhiêu nè, để cho anh lẻ nó đi đi. Nè. Mở đi, mình mở đi, mình mở đi. Này tranh này để cho mẹ nha, đem đây. Để vô tụi con nè. Đừng để, đừng để. Tranh gì á? Để hình á. Đúng rồi, đẹp chưa? Rồi đọc đây. Khung hình đòi mồi đây rồi. Trời đất ơi. Cái gì? Trời đất ơi. Thiệt hả? Ừ. Trời. Cái gì? Trời đất ơi. 3 triệu 6. Đây là đồi mồi. Đây là đồ của nước ngoài chứ không phải của mình. Đồi mồi là gì? Bằng vàng hả? Nè em coi nó bằng vàng. Ở trong bằng vàng, mạ vàng hết. Chứ không phải cái khung ở ngoài tập quá của em. Em hiểu không? Hình này là gắn hình của mẹ lên đeo trong nhà nè. Có cái gỗ nè, mọi người coi gỗ đẹp không, thấy không, tiền nào của đó. Nghĩ sao mà okay, một món cái này gãy đầu rồi đó. Trời ơi, cái nhỏ nhất mà vậy rồi đó. Đây trời ơi, nhà thiếu cái bình bông mua chi dữ hả? Mày lấy cái bình bông của chị mua giùm tao, cái ở trong cái đang cắm mấy cây bông cúc á, bình bông Đương Quỳnh mua đó. Nhiêu tiền nữa vậy? Bình bông gì mà dạ hồng lọn, là bông nào cắm vô được. Trời đất ơi. Trời ơi, con gì đi ngẫu dữ vậy? Bình bông là 5.130.000. Đẹp không? Trời ơi. Rất là đẹp, bình bông đẹp ba. Đây bình bông bà Quỳnh mua đây. Đây. Bình bông bà Quỳnh mua nhiêu Quỳnh? 100.000 đó. Trời ơi. Nè, nghệ thuật là đây. Trời ơi, nó đẹp. 5.130.000. Trời ơi. Thấy là không dám cắm bông vô luôn á. Ok. Đó là tranh của mẹ, đây là tranh của mấy đứa nhỏ. Trời đất ơi, anh bị điên thiệt rồi, nghĩ sao vậy? Đẹp mọi người. Trời đẹp không mà đẹp đúng không? Mọi người nhìn đẹp đúng không? Mọi người coi nè, đây là những cái vân của những cái như là minh họa của những cái con đồi mồi đó mọi người. Đồi mồi là con gì? Cái con mà đó để gì nó sang cái hình liền, cái mặt đó xấu mà đưa đây đẹp liền. Biết cái đó là mồi thôi à. 3.024.000. Mình phải ấy chứ. Ấy là gì? Là ăn. Đây, đây là hộp đựng bông trang điểm của anh. Mấy cái đồ tẩy trang á. Trời đất ơi, có được cái vậy luôn á hả? Được chứ. Ủa, anh nghĩ sao vậy? Mấy cái anh cũng mua chi vậy trời? Mà nó đẹp. Lúc nữa mấy chú ngấy trời. Nghĩ sao mấy. Ủa? 3 triệu. Được rồi, đừng nghĩ trong mấy. Đừng bông tẩy trang. Ủa, cái hộp đơn giản vậy thôi hả? Ừ. Trời ơi, mấy cái bịch tí lông đừng có được rồi. Bởi vậy, mà mọi người thấy nó đẹp không? Mình bỏ cái bông tẩy trang thì nó rất là đẹp luôn. Mọi người nghĩ sao nó để cho Lâm cái bịch ni lông. Cái ngõ treo tủm tủm như nè, rất xu nha. Thích quá. Này lâu lâu là một năm là mới đi mua một lần chứ không phải là ngày nào cũng mua. Một năm hả? Từ đây cái đeo thì có mơ. Trời ơi, cái quần áo dơ nó để một góc, nó không có chỗ dục cho Lâm. Thì đây, tôi đã mua lục bình. Này rẻ. Đừng nói tiền triệu ký đầu luôn, trời ơi, tôi mua có mấy chục ngàn à, sao không nói. Có điên không? Mua cái sọt bình thường là được rồi. Sọt là sọt lục bình nha mọi người nha. Má đang làm rồi, má đang làm rồi. Ồ, gắn cái đèn vô, mày phải gắn cái đèn ở ngoài vô. Mày gắn cái đèn vô đi. Gắn đèn vô đi. Giảm gầu đó. Giờ mấy cái gói nha. Trời ơi, nhà thì cả đống gói. Gói rồi dặm thêm. Thích lắm. Đẹp không? Trời ơi, gói đẹp không mọi người? Quá đẹp. Nhiêu tiền
Trời ơi, nói không hả? Thôi, gì vậy chưa Louis, tôi cầm tôi không dám cầm luôn á. Trời ơi, nghĩ sao vậy? 3 triệu 8. Trời ơi, con. Cái gì dữ vậy các em? Đi không có sự ngăn cản hay gì á. Cái này là Lâm làm tiếp thị liên kết đó. Cái gì vậy? Cái này cái đầu để bình hoa đồ lên. Trời ơi. Không tiền một cái bình chi rồi mua cái đồ để. Đồ để bình hoa. Đồ để bình hoa 1,5 triệu. Trời nghĩ sao vậy trời? Cái này tại Quỳnh không biết, cái này đồ của Ấn Độ mọi người, là người ta sẽ thêu bằng tay, người ta sẽ xỏ bằng tay và là thủ công. Dạ. Cho nên nó không có biết nó in đồ gì ra không à. Nghe cái đầu lưng quá. Trời ơi. Y chang, đẹp ha mọi người ha. Là mấy chị thấy thích không? Đây rồi cái đồ để bàn Phật. Trời ơi. Nè, một cặp để bàn Phật nè mọi người, cái này là ấy. Không, nãy này Lâm làm rớt thiệt rồi, nãy Lâm háo làm rớt. 3,8 triệu để đèn cầy. Đẹp lắm mọi người ơi. Hoa nhẹ ơi, hoa. Ủa cái hoa cắm cái bình này hả? Đúng rồi. Cái này là cái đồ chuyên để nến đồ, thấy không? Đồ để nến này một trò vũ. Wow, lớp ơi. Chắc xỉu quá chứ em ơi. Hoa này giống hoa thiệt lắm. Hoa gì? Chứ bây giờ thấy hoa mọi người luôn á. Hoa gì á? Ôi, nó không biết, nó chán ghê, quay nó chán ghê luôn đó. Trời ơi mọi người coi đẹp nè mọi người, giống thiệt không mọi người. Trời ơi đẹp, đọc một cây lên coi. 318 ngàn hợp lý đúng không mọi người? Một chục cây đó nhiêu tiền, 3 triệu mấy nè, đẹp không? Trời ơi. Cắm vào cái chậu này, trời ơi nó đẹp. Này nhà đam hả? Nhà đam, để anh bàn thờ. Tao lấy nhầm đen thì tao bỏ đi. Trời ơi đẹp lắm, nha đam bàn thờ. Trời ơi. Cái này là 1,4 triệu nha mọi người. Hai cặp để lên bàn thờ Phật á. Trời ơi đẹp lắm. Cái combo chảy mua rồi mà. Trời ơi. Mình để mình thay đổi. Đây để đèn cầy vào. Đây là hoa sen. Đẹp không mọi người? Mọi người nói một câu công bằng giùm Lâm có đẹp hay không? Rất là đẹp. 982 ngàn. Trời ơi, thắp đèn vô cái là lung linh luôn á. Quá đẹp. Đây là một cặp hoa sen. Đẹp quá mọi người ơi. Đẹp đúng không mọi người? Rồi gặp ông Quỳnh là mua đồ mũ liền. 1,4 triệu là mình xài mãn đời. Thấy không mọi người? Lâm là ít mua lắm. Nhưng mà mình mua là phải đáng. Tại vì mình ăn cũng hết. Còn con Quỳnh nó mua cái gì đâu không à. Trời ơi cái này đốt đèn nè. Trời ơi hơi mớp nha. Trời ơi. Dưới tòa sen vàng con quỷ lại. Làm gì đó vậy? Cái gì vậy? Đẹp không mọi người? Cái gì vậy? Chai là cái chai nước rửa tay. Trời nước ơi. Rửa tay đẹp không? Cẩm xà cừ. Trời ơi ký đầu không ghê á. Chai nước rửa tay 1,2 triệu. Cái gì đây? Cái này cái đồ để đến răng của anh em nhớ không? Em để cái mũ rất xấu. Nhớ không? Trong toilet của anh. Toilet ai mà vô đâu mà thiệt tình. Thì bây giờ mình đổi một cặp xà cừ cái này đẹp không mọi người? Mọi người thấy đẹp không? Cái này là mình xài mãn đời. Quỳnh nó chơi đồ mũ. Thấy ghê mọi người ơi. Trời ơi, mũ này gì vậy trời? Mũ này chị? Làm gì hả? Trời ơi, mũ gì hả? Cái làm gì? Nè. Nó không biết này đeo lại gì khi mà đi về, chiếc nhẫn nhiều khi bị rớt mất. Thì đây. Trời ơi, sang quá, quý hóa quá. Nhiều nhẫn quá. Trời ơi, cái này mới sốc nè. Trời ơi, Quỳnh ơi. Mua cái đó. Cái này im lặng. Ôi ôi. Mọi người thấy là ok chưa? Trời ơi. Chân. Chân làm gì? Cái này là gì vậy? Gì vậy? 10,150,000. Trời ơi. Mọi người thấy đẹp không? Làm gì vậy? Cái này là bình hoa. Bình hoa. Này làm gì? Này làm gì? Đẹp quá. Trời ơi. Hồi này bể tôi khóc liền luôn nha, cẩn thận nha.
Ôi vậy đem lên chơi đó, ôm ngủ nguyên cái mền quắn còn lại ngay chứ wow. Là đời luôn á. Đây tiếp theo Ủa dạ. Con chứ hả? Mà mày thấy đẹp không ông? Đẹp chứ mày thì làm gì á? Từ từ mấy đứa mày ấy ngu muội mất đi. Đau đầu quá. Nên thơm. Lấy cái bàn đi, xé cái bàn đi. Đẹp không ha? Đẹp quá. Quá đẹp phải không? Nè, đây là cái đồ trang điểm nữa. Mày nhìn cái giá, ê, coi chừng nó bể. Ông ơi. Xé ra đi, nó bể bây giờ đó. Chừng ba cuốn mày không nổi vô. Mày nhìn cái giá. Nè, đọc, mở miệng. Thấy tao ngồi im luôn không? Trời đất ơi. Mày thấy, đừng sợ, trời ơi. Đây. Bể cái nó chết luôn á. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Để khăn giấy khăn đồ hả? Chứ trời như cái giá đi. Đây cái đèn ngủ cho anh. Wow. Nửa chỉ vàng. Yếu. Trời ơi, mày nó đẹp thiệt. Đẹp không? Đẹp nhưng mà nó nhìn cái giá không hợp với nhau rồi đó. Trời ơi, cái bàn nè mọi người coi nè. Trời ơi. Trời ơi, cái bàn nó đẹp. Trời ơi. Bàn này rẻ nha, 3 triệu mấy à. Trời ơi, cái này là cái bàn lại ngồi được nhiêu người. Bàn để chân bà ơi. Mày sẽ để được nhiều đồ mày. Có nhẫn đeo không? Mày thấy ông rảnh ghê không? Mày thấy rảnh không? Sao mà rảnh dữ vậy? Người có mấy chiếc nhẫn lúc nào cũng đem trên người, tự nhiên cái mua đó về. Gắn cái đèn giùm tao với ơi. Khác gì đeo đưa cho ăn trộm. Ủa vậy sao không thôi bạc tay qua em để tao, em để mỗi ngày chứ. Trời ơi mọi người coi nè, đây là đồ của Ấn Độ nha mọi người nha. Trời ơi, đẹp không? Đẹp nhưng mà cái gì vậy? Cái bàn thôi. Trời ơi sao mua gì cá khó hiểu vậy trời. Trời ơi là trời sao mà. Đừng quên. Dữ quá. Trời ơi. Quá đẹp. Quá đẹp anh chị ơi. Nhà thì hả như cái lỗ mũi mà mua tứ lung tung đồ là chỗ bàn học của con rồi chưa. Trời ơi. Cái cây nó vậy thôi mà 300 mấy. Mua lần chục cây à. Chi vậy trời. Cái này vô đây hả? Mày đi ra đi Úc, mày ra đi, đi ra, cút xéo, đi. Mày nhìn cái mày nhìn là tổng có đâu. Chưa có chân, đi, cút. Ủa rồi tổng vô đâu, không có được. Nhìn cái tổng nè. Ở đây để em, ủa, em bồng kìa. Em xin biết. Lấy con cá sấu cho anh coi. Mua bình này về tao không biết là đã bông gì luôn á. Thôi mày im đi, tụi bay im đi. Ôi cái gói này đẹp quá vậy. Đây, cái khung tranh để cho hình mẹ vô đây. Mày hỏi nhìn nó đẹp không? Đẹp không? Cái này là xứng đáng, để hình mẹ xứng đáng. Mày xứng đáng không? Trời đất ơi. Cái đơn giản mà thôi. Đồ nhập quá. Đúng quá. Ê không ấy mình đỡ. Ồ đã thôi. Như cái sáu còn đem nhà nữa. Sao đâu? Ở nhà có con chưa đủ hay sao? Đây là con sư tử. Trời ơi, rảnh dữ vậy trời. Để đó cho mấy tụi nhỏ nó chơi. Để đâu? Cái gói này như đây. Ông rảnh dữ vậy. Mày được mày cầm mấy gói kia kìa. Mày cầm đây, cái này. Đúng rồi, coi giá. Cái này đẹp nè. Đẹp không? Mà đẹp không? Đẹp. Đẹp không? Khẳng định đẹp không? Cái này em thích. Mà khẳng định là đẹp. Đẹp. Giá trị không? Giá trị không? Nhìn nè, đường kim mũi chỉ giá trị hay không? Nếu mà nói giá trị thì đó vậy nó cũng là cái gói nặng thôi. Mà thấy đẹp không? Đẹp. Ok, đọc đi. Đây nó 17. Ôi mất cơ, cái gì mà dữ vậy? Cái này 17 triệu đúng không? Ôi sao mắc quá vậy? Cái đèn ngủ 17 triệu. Ghim đèn luôn sao vậy? Thôi ghim chi? Bình thường không cái gói ổn. Bình thường cái gói nằm á là nằm vậy đúng không? Có lẽ tiền. Đấy, cái gói 17 triệu nó xài luôn. Cái gói này mắc tiền có phải vậy nè. Xé này giùm anh luôn, xé giùm anh. Đẹp cái đèn đẹp không? Đẹp. Đẹp thì có đẹp rồi đó. Nhưng mà sao giá? Trời mà ấy rồi. Đúng rồi giá nhập. Đồ nhập đi em ơi. Nhưng mà cái này đẹp nè. Nào. Cái này nè, vừa là biết bắt tiền liền luôn. Thì đó. Thì hết chưa? Là hết rồi đúng không? Dạ. Hôm nay đó rồi, hơi sụp nụ rồi. Hôm nay đó hả? Làm gì có hôm sau. Nhưng sao mà hôm rất nay. Là đó là tiền của anh làm tiếp thị liên kết. No. Ủa vậy đi anh đừng có mơ nhé. Tiền đi đây có luôn hả? Cái gì? Ghê vậy? Có chứ. Tôi làm tiếp thị liên kết. Trời ơi cái bình này đẹp quá Úc ơi. Một lần thôi nha tí em. Trời ơi. Đẹp không? Đẹp, biết là đẹp mà làm mày cái gì? Mày nhìn cái giá đi. Cho nó nhìn cái giá nó chưa nhìn. 10 triệu 150 nghìn. Trời ơi. Cái này về làm gì? Ủa gì ơi em sẽ tắt cái like nha, em sẽ đánh nhỏ này bởi nó không cùng đẳng cấp, nó không thể nào nói chuyện được. Thôi bây giờ là tạm biệt mọi người. Chúc mọi người
Ừ thôi vậy thôi. Bye bye. Vui vẻ vui vẻ vui vẻ. Hê hey. Vui lên em. Vui gì nào mà vui. Cái gói để đầu em vậy luôn để không. Bye 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 mọi mắc người. Mắc quá. Bye bye mọi người nha. Hello mọi người, lại là anh Dương Lâm Đồng Nai đây. Mọi người ơi, mọi người nhớ subscribe kênh YouTube của Lâm nha. Bởi vì kênh YouTube của Lâm có rất là nhiều clip hài hước vui nhộn cười bể cái bụng bầu. Còn chần chờ gì nữa, subscribe kênh YouTube của Lâm. I love you mọi người, cảm ơn mọi người. Anh Dương Lâm Đồng Nai đã chinh phục ước mơ đời mình. Anh Dương Lâm Đồng Nai đã cho đời càng thêm sướng vui. Muốn sướng muốn vui hãy subscribe kênh YouTube của Lâm. Yeah.